Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 4 tháng 3 năm 2013, một chiếc xà lan lưu thông trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã tông vào cặp cầu tạm bằng sắt nằm cạnh cầu bông, khiến trụ cầu bị nghiêng, đe dọa đến sự an toàn của cây cầu, buộc cơ quan chức năng phải đóng cửa một trong hai cầu tạm tại đây. Theo thông tin ban đầu, khi đó chiếc thuyền mang số hiệu LA00338 kéo theo xà lan lưu thông trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè hướng ra sông Sài Gòn. Khi chui qua cầu tạm bằng sắt nằm cạnh cầu bông nối giữa quận Bình Thạnh và quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xà lan đã tông vào trụ cầu. Cú tông khá mạnh khiến trụ cầu bị nghiêng mạnh, nhiều mối hàng bị bung ra, đe dọa đến sự an toàn của cây cầu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đội thanh tra giao thông số 3 thuộc thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đến phong tỏa hai đầu cầu để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Các lực lượng chức năng như Cảnh sát Giao thông quận Bình Thạnh, Công an quận 1, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến hiện trường vụ tai nạn để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hai đầu cầu tạm hướng từ quận Bình Thạnh sang quận 1, còn hướng từ quận 1 sang quận Bình Thạnh vẫn cho xe cộ chạy bình thường. Cầu tạm bằng thép nằm cạnh cầu bông được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2013 đến nay nhằm phục vụ cho công tác xây dựng cầu bông mới. Cầu tạm tại đây gồm hai cầu sắt nằm liền kề nhau, mỗi cầu cho một làn xe lưu thông. Theo một vị cán bộ ngành giao thông, việc sửa chữa cây cầu tạm này có thể mất hơn 3 ngày. Việc tạm đóng cửa một cầu tạm trong thời điểm hiện nay rất dễ gây kẹt xe trong giờ cao điểm.